Trong đêm, A Dinh bật dậy vì tiếng gõ cửa bí ẩn. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện bí ẩn về gia đình của A Dinh. Ba anh em nhà A Dinh lên thành phố sinh sống được ông chủ giới thiệu cho một căn trọ nhỏ để ở. Tuy nhiên, những điều gì sẽ xảy đến với gia đình của A Dinh sau khi nhận phòng? Ba anh em nhà A Dinh rất vui vẻ với căn trọ nhỏ có máy lạnh và sàn gỗ TV này. Họ chơi đùa vui vẻ, ăn uống và sau đó chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, điều kỳ lạ đã xảy ra. Những tiếng động lạ liên tục phát ra từ phía cửa chính là A Dinh thức giấc. Anh hoang mang và lo sợ vì ông chủ nói khu trọ này chỉ có mỗi gia đình của anh sinh sống. Tiếng gõ của Như có ma lực mạnh mẽ khiến đầu óc A Dinh trở nên mù quáng. Anh còn nghe tiếng khóc của trẻ em và tiếng kêu của ai đó. Mở cửa ra, trả nhà cho tao. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn hơn khiến A Quan và A Di cũng tỉnh dậy. Cả ba cảm nhận được âm khí vô cùng nặng nề từ tiếng gõ cửa. Họ nhớ lại những câu chuyện căn nhà cũ bị ám đã nghe trước đây. Chủ nhà cũ quay lại để đòi mạng. A Dinh quyết định sẽ tìm hiểu mọi chuyện cho ra lẽ. Cả ba tiến gần đến phía cửa chính thì đột nhiên một tiếng động lạ như thét vào tai họ khiến cả ba hồn bay phách lạc. Họ đứng trước quyết định mở cửa hay không để xem chuyện gì đã xảy ra. Và rồi. Mà thôi mở chị. Ngủ mà nói. Mở ra có ma ở giật mình nữa, khổ. Hết phim.